hình như con nghe có tiếng động lạ gì ở ngoài chuồng gà mẹ, hình như có người ở quái sao á. Thì cứ chạy ra bắt đèn thôi. Mà cũng sợ ma lắm. Thôi bố bắt đèn con hay bố? Thôi con thông báo cho họ là chuồng gà nhà mình không có gì để lấy á. Rồi mai bố sẽ gắn cho con cái công tắc để con có thể mở bằng điện thoại. Vậy là được chứ gì. Rồi đây con ra thông báo. Thông báo biết á, nhà tôi không có chuồng gà, không có gì để lấy hết. Xin chân thành cảm ơn. Rồi đó bố, con thông báo rồi đó. Rồi được rồi, cả nhà đi ngủ tiếp đi. Dạ. Cái công tắc chuồng gà nhà mình nè, nhìn nó rất là thô sơ, đúng đẳng cấp chuồng gà luôn á. Mình sẽ nâng cấp cho nó. Các bạn đi mua một cái công tắc wifi nha các bạn. Cái công tắc mình mua nó của cái hãng E-Wheeling nè, nó có cái kết nối wifi, điều khiển bằng wifi nè, rồi có hẹn giờ nè, rồi các bạn có thể chia sẻ ra có nhiều cái điện thoại khác nhau á. Và cái thứ quý quái gì không biết. Với cái thứ này thì bạn có ở bên Iraq, bạn có thể bắt đèn chuồng gà ở Việt Nam được ha. Nhưng mà phải có mạng wifi nha các bạn. Công tắc này nó có hai đầu ha các bạn. Một cái đầu input để nối vào nguồn điện, và cái output thì các bạn nối vào cái đèn. Bây giờ mình sẽ nối cái đầu rắc để cắm vào nguồn điện ha. Thiết bị này cũng khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Cái đầu còn lại là đầu output, tức là đầu ra đó, các bạn sẽ nối vào cái dây để mà nó ra bóng đèn. Ở đây thì mình là review cho các bạn xem, cho nên là mình mang cái bóng đèn vô đây mình gắn, mình thử xem nếu thành công thì mình sẽ mang ra cái chuồng gà để mình gắn nó lên ha. Mình thử tưởng tượng xem một ngày nào đó cả nhà mình đi vắng, không có ai ở nhà hết ha. Tối có anh bạn khách lạ viếng thăm, rồi chưa kịp làm gì hết thì bóng đèn nó bật sáng. Lúc đó chắc quýu dữ lắm à, coi chừng xỉu luôn. Và xỉu tại chỗ, bắt tại trận. Mấy cái công tắc mà kiểu như thế này nè các bạn, mình không chỉ có thể áp dụng cho cái đèn mà còn nhiều cái thiết bị khác nữa các bạn. Ví dụ như là máy giặt nè, hay là máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, rồi ấm điện, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Rồi, bây giờ thì mình cắm điện vô. Cắm điện để cho khởi động cái thiết bị của mình lên ha. Tiếp theo các bạn mở cái điện thoại lên và vào CH Play. Các bạn tìm kiếm rồi cái chương trình là E-Wheeling. E-Wheeling. Các bạn cài đặt nó. CH
CS Play thì các bạn dùng cho cái những cái phần mềm điện thoại Android á. Rồi chỗ này thì mình đã cài sẵn rồi, cài được rồi ha. Cái giao diện nó như vậy đó. Để cài đặt được như vậy thì các bạn làm cho mình một số bước sau đây. Đầu tiên là bạn bắt cái công tắc lên ha, các bạn nhấn khoảng 10 giây á. Khi mà cái nút đèn nó chớp tắt hình như nó hai lần nó ngưng lại thì vẫn chưa được, bạn nhấn khoảng 10 giây nữa nó chớp liên tục như vậy là được. Sau đó thì các bạn mở cái kết nối wifi á, vào trong cái cài đặt của máy tính của cái điện thoại, kết nối wifi nó sẽ hiện lên cái thiết bị của bạn, cái thiết bị có cái tên rất là dài, nhập vào đó. Nhấp vào kết nối thì nó hỏi cái mật khẩu của cái thiết bị này ha, của cái công tắc này. Các bạn chọn cái mật khẩu mặc định là từ 1 tới 8, từ số 1 tới số 8 ha. Bạn kết nối vào. Rồi. Rồi, sau khi mà nó kết nối xong rồi á, thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây là cái đèn của nó. Các bạn lưu ý cái đèn của nó không còn chớp tắt nữa, nó sáng nó đứng luôn. Xong rồi, bây giờ thử xem sao ha. Bật tắt nè, các bạn có thể bật tắt ở trên cái nút, ở trên cái công tắc luôn, hoặc là mình sẽ bật tắt ở trên cái điện thoại đó. Rất là đơn giản. Nhập thêm vài cái câu like quay. Rồi, cái điện thoại của bạn có thể là chia sẻ cái chức năng này cho các điện thoại khác. Ở đây mình đang chuẩn bị chia sẻ cho điện thoại của bé Kiệt. Rảnh thì mình sẽ chia sẻ thêm cho điện thoại của bà xã. Các bạn gõ cái số điện thoại vào ha, gõ cái số điện thoại của bé Kiệt vào. Các bạn muốn chia sẻ cho ai á thì nhấn cái số điện thoại của người đó, đưa vào trong cái phần chia sẻ. Đây nè các bạn. Rồi vào cái giao diện đó, nhấp vào chia sẻ nha. Chia sẻ. Sau đó các bạn nhập cái số điện thoại. Ở đây các bạn chọn tên miền, tên vùng Việt Nam là 84 gì đó. Sau đó thì nhấp số điện thoại vô. Và sau khi nhấp xong thì các bạn nhấp vào cái chữ đồng ý. Là như vậy là cái phần mềm này sẽ được chuyển qua cài đặt luôn ở trên cái máy của cái người mà mình chia sẻ đó. Rồi, bây giờ mình thử nè. Nhấp vào, mở lên. Các bạn thấy cái đèn ở phía xa xa, cái đèn đó là cái đèn chuồng gà mình gắn vô đó. Còn đây là cái công tắc mình dán đỡ lên trên tường nè, các bạn thấy không? Mình có một cái ước mơ là sau này gia đình mình sẽ có một cái miếng đất nó rộng rộng tương đối một chút. Xung quanh mình sẽ trồng rau và trồng bông hoa cho nó đẹp. Và ở giữa thì mình sẽ xây một cái nhà không có cần lớn, nhỏ thôi. Nhưng mà nó có những cái thiết bị thông minh giống như kiểu cái công tắc đèn này nè các bạn. Công nghệ 4.0 á. Nhưng mà ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ha. Xin hãy cho mình một like, một share và một subscribe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc cho các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.